Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 9 tính giá trị của biểu thức. Thầy cho cái biểu thức là 1, 9 và 16. Đây là một cái hỗn số, đây là một cái hỗn số. Cộng với lại là căn của 9 và 16 và đóng ngoặc lại chúng ta sẽ chia cho 5. Như vậy bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đổi cái hỗn số này ra, cái phân số. Muốn đổi cái hỗn số này ra cái phân số thì ta lấy 1, rồi 1 này ta nhân cho cái mẫu là 16 này, rồi ta cộng với lại là cái tử là 9 này, và chúng ta sẽ giữ nguyên cái mẫu là 16. Như vậy là 1 nhân 16 là bằng là 16, 16 ta cộng với lại là 9 là bằng là 25. Như vậy kết quả của nó là bằng là 25 phần 16, được. Đó là cái kết quả của đổi cái hỗn số ra. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta giữ nguyên cái này, giữ nguyên cái 9 phần 16. Cái này thì thầy đổi cái hỗn số ra cái phân số đây, được. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa cái này ra, đưa cái này thành ra cái mũ 2 là 25 phần 16 thì chúng ta sẽ có là 4 phần 5 là mũ 2. Tại vì 5 mũ 2 là bằng là 25, 4 mũ 2 là bằng là 16. Chỗ này cũng tương tự vậy. 9 mũ 2 là bằng 3 mũ 2 là bằng là 9, còn này là 16 là bằng là 4 mũ 2 là bằng là 16. Như vậy cái dấu căn này nó sẽ tương ứng với lại cái mũ 2 này, như vậy nó mất. Nó còn là 5 phần 4, bên này cũng vậy. Cái dấu căn này nó tương ứng với cái mũ này nó mất, còn lại là 3 phần 4. Đó, như vậy còn lại là 5 phần 4 cộng với lại là 3 phần 4. Hai cái này, hai cái phân số này thì nó có mẫu giống nhau, thì chúng ta lấy tử ra cộng với là tử, giữ nguyên mẫu. Như vậy chúng ta sẽ cộng lại thì chúng ta sẽ được là 8 phần 4. Nè, 8 phần 4 là gì đây? 8 ta chia cho 4 là bằng là 2. 8 chia 4 là bằng là 2. 2 ta chia cho 5, như vậy là bằng là kết quả cuối cùng là bằng là 2 phần 5. Rồi quay lại cái bài của mình, chúng ta xem cái lưu ý cái điều gì đây. Cái chỗ này chúng ta nhớ chúng ta sẽ đổi cái hỗn số này ra. Rồi, ta lấy cái phần nguyên này, ta nhân với cái mẫu, ta cộng với cái tử, và cái mẫu chúng ta giữ nguyên. Được. Vậy là 1 ta nhân 16 thì ta cộng với 9 là bằng 25. Cái mẫu giữ nguyên là 16. Và cái bước tiếp theo chỗ này thì chúng ta sẽ bình phương nó lên. Chúng ta nhớ chúng ta sẽ hạ xuống nha. Chứ nhiều em để im chúng ta bình phương nó sai. Chúng ta phải hạ xuống. Hạ có nghĩa là 25 chúng ta sẽ hạ xuống thành 5. Rồi 16 chúng ta sẽ hạ thành là 4. Tại vì 4 x 4 là bằng 16. 5 x 5 là bằng 25. Ngay chỗ này thì chúng ta nhớ chúng ta sẽ đóng ngoặc lại nha. Chứ nếu như không đóng ngoặc chỗ này thì dấu bình thì nó bị sai. Sai vì nếu như vậy thì đĩa vậy thì cái con số 5 này nó có bình thật, còn con số 4 này không có bình lên. Được. Bên này cũng cách làm cũng tương tự giống bên này. Rồi từ đây thì cái dấu căn tương ứng với cái mũ là nó mất, còn lại là cái ở trong này 5 phần 4. Bên này cũng vậy, còn là 3 phần 4 cộng hai phân số với nhau. Rồi xuống đây thì đơn giản nè. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bạn học tốt.